Cũng như nhiều địa phương khác ở miền Trung, một tháng trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Đà Nẵng gia tăng đáng kể. Nhiều cơ sở y tế rơi vào tình trạng quá tải vì bệnh nhân tăng cao trong thời gian ngắn. Đây là khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng. Một tháng gần đây, khoa luôn trong tình trạng đông đúc bệnh nhân sốt xuất huyết như thế này. Trung bình mỗi ngày có hơn 40 bệnh nhân nhập viện và chỉ tính riêng tháng 10 đã có 500 trường hợp điều trị tại đây. Bệnh sốt xuất huyết nó diễn biến rất là đa dạng, phức tạp. Nó có thể là từ triệu chứng nhẹ đến triệu chứng nặng rất là nhanh chóng và theo dõi cần phải theo dõi sát. Vấn đề thứ hai nữa, đôi khi nó là do người bệnh chủ quan. Họ cứ nghĩ là sốt xuất huyết là một bệnh nhẹ, cứ hết sốt là bệnh nhân sẽ khỏi bệnh, nhưng mà thực tế là không phải như vậy. Hết sốt là đôi khi bệnh nhân có thể rơi vào giai đoạn là sốc giảm thể tích hoặc là bệnh nhân là tình trạng là xuất huyết nặng. Không chỉ riêng bệnh viện Đà Nẵng, tình trạng quá tải do bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao cũng phổ biến tại nhiều cơ sở y tế khác ở các tuyến. Hiện nay trung bình mỗi tuần Đà Nẵng có từ 320 đến 340 ca mắc mới sốt xuất huyết, trong đó cao nhất là tuần vừa qua lên đến 450 ca bệnh. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay hiện đã lên hơn 8.000 ca. Hiện tại giờ cái mặt bệnh sốt xuất huyết trong những tháng cuối năm, đặc biệt là trong thời gian vài tuần gần đây thì có xu hướng tăng lên so với cùng kỳ những năm trước. Đi kèm với đó thì những cái trường hợp mà bệnh lý sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo hay những sốt xuất huyết nặng thì nó cũng tăng lên rất là nhiều so với những năm vừa rồi. Vào đây chủ yếu là sốt, sốt cao, đau đầu, đau cơ, chảy máu chân răng, với lại đau bụng chủ yếu là bụng thượng vị, tiêu chảy. Và đo số nằm điều trị là nam đến 7 ngày bệnh nhân khổ hoàn toàn. Bộ Y tế nhận định, đỉnh dịch sốt xuất huyết có thể rơi vào tháng 11 và 12. Ngoài tăng cường vệ sinh môi trường, hạn chế khả năng sinh sôi của mũi, ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động đến các cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời, tránh tình trạng tự mua thuốc điều trị, bởi nhầm lẫn sốt xuất huyết với cảm sốt thông thường dễ dẫn đến nguy hiểm tính mạng.